chào mừng bạn quay trở lại với Điều Không Tưởng, nơi có những thông tin có thể đi ngược lại thường thức của bạn, một cách nhìn mới về lịch sử, thế giới, vũ trụ. Nếu không tin, bạn hãy xem như một câu chuyện viễn tưởng. Chúc bạn có những phút thư giãn giải trí vui vẻ. Đã qua 5 phần của series truy tìm tung tích người ngoài hành tinh, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mời các bạn xem tiếp phần 6. Trái đất rỗng, người ngoài hành tinh trong lòng đất. Google Earth phát hiện hai ngọn tháp bí ẩn, đối diện kim tự tháp Giza ở bên kia trái đất. Rất ít người biết đến công trình bí ẩn này. Dù vậy, đây là một trong những kiến trúc bí ẩn nhất được phát hiện trong những năm gần đây. Khám phá này là thành quả của Google Earth, một trong những phần mềm quan trọng nhất trong việc khám phá những di chỉ không giải thích được trên hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, những ngọn tháp đó là gì? Chúng có phải chỉ là công trình được hình thành tự nhiên dưới đáy đại dương? Nhưng nếu là sản phẩm của tự nhiên, thì tại sao chúng lại cao vút đột ngột so với mặt bằng chung của thềm đại dương như thế? Có rất nhiều cách lý giải cho những kiến trúc bí ẩn này. Đây có phải là một lối vào trái đất? Theo các nhà lý luận phi hành gia cổ đại, trái đất là rỗng. Các bằng chứng khoa học cũng ủng hộ lý thuyết này và cho rằng trái đất không hề đặc lắm từ bề mặt trở xuống mà có tồn tại khoảng trống giữa các lớp địa chất khác nhau. Khi chúng ta nhìn vào hai ngọn tháp ngầm dưới đáy biển này, chúng ta sẽ tự hỏi liệu có khả năng vị trí này đánh dấu cửa vào một tầng hầm hay một khu vực bên dưới đáy đại dương hay không. Một số người cho rằng có một vài lối vào khắp nơi trên thế giới giúp bạn đi vào lòng đất. Những người nhìn thấy vị trí của ngọn tháp này trên Google Earth tin rằng đó là một cửa ngõ rõ ràng trên mặt đất, ẩn chứa đầy bí ẩn. Có phải lý thuyết trái đất rỗng là đúng? Người ta tin rằng nhiều nơi trên trái đất, giống như các kim tự tháp cổ đại, các tảng cự thạch và những ngọn tháp đều là các thiết bị năng lượng thực sự, vẫn còn đang hoạt động nhờ vào cấu trúc tinh thể đặc trưng của chúng, cùng với vị trí có mối liên hệ sâu sắc với trái đất. Các tinh thể nhận năng lượng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm mặt trời, trường năng lượng trái đất và những cấu trúc này có khả năng truyền dẫn năng lượng từ nơi này đến nơi khác. Bạn có thể tham khảo thêm điều này trong video trước của kênh Người cổ đại sở hữu điện không dây, vi mạch điện tử, mạ vàng điện phân, lò luyện kim di động. Theo các nhà lý luận, tất cả mọi thứ phụ thuộc vào độ nghiêng của trái đất tại thời điểm bất kỳ trong năm. Với góc nghiêng chính xác, một cấu trúc sẽ hoạt động để khuếch đại và truyền dẫn năng lượng đến các cấu trúc khác, đóng vai trò tiếp nhận và phân tán năng lượng thông qua mạng năng lượng hay mạng lưới trái đất. Một số lập luận rằng có tồn tại mối liên hệ thiết yếu giữa hiện tượng UFO và xoáy trọng lực trên trái đất. Theo đó, tất cả mọi thứ trên hành tinh được kết nối thông qua một mạng lưới năng lượng toàn cầu. Bạn có nhớ ý tưởng của nhà bác học Tesla về năng lượng tự do và truyền dẫn năng lượng trong không khí qua một khoảng cách lớn? Theo nhiều nhà nghiên cứu và các nhà lý thuyết phi hành gia cổ đại, các nền văn minh như Ai Cập và Sumer từng sở hữu khả năng khai thác năng lượng của trái đất. Tesla xác nhận rằng đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không phải là một ý tưởng điên rồ. Nhưng ngày nay, chúng ta không có ý tưởng về cách thức Tesla đã thực hiện, từ đó lại chế giễu những ai cho rằng nền văn minh cổ đại như của Ai Cập có thể nắm giữ những kiến thức tương tự. Các giả thuyết về những công trình dưới nước và UFO rất nổi cộm trong những năm gần đây, có vô số báo cáo về UFO đi vào đại dương rồi mất tăm. Theo đó, những người tin theo thuyết phi hành gia cổ đại cho rằng các công trình dưới nước cũng có một mối liên hệ nhất định với những công trình trên mặt đất, và chúng ta mới chỉ thám hiểm gần 5% đại dương, vốn bao phủ đến 70% bề mặt hành tinh. Vô số bí ẩn vẫn bị che khuất dưới đại dương, và việc khám phá ra những ngọn tháp huyền bí đó chỉ là một phần nhỏ của những bí mật dưới đáy biển. Nếu bạn tò mò về những công trình này, thì hãy tải về chương trình Google Earth và nhập vào các tọa độ sau đây. Kiểm tra các kết cấu lạ thường nằm ở dưới đáy đại dương. Lưu ý rằng, khu vực này chẳng thể là cái gì khác ngoài hai ngọn tháp. Chúng hiện lên rõ nét trước quang cảnh bên cạnh, thật khó có thể kết luận rằng chúng chỉ là các công trình hình thành trong tự nhiên. Phần bí ẩn thú vị nhất là, theo các nhà nghiên cứu, những công trình đó nằm chính xác ở vị trí phía đối diện thẳng với đại kim tự tháp Giza, nếu chúng ta có thể xuyên qua lòng đất. Các công trình tương tự cũng từng được phát hiện trên sao hỏa và mặt trăng, khiến chúng ta đặt nhiều nghi vấn cho mối liên hệ sâu xa giữa chúng. Có phải sao hỏa và mặt trăng cũng rỗng bên trong, và các ngọn tháp như những cánh cửa? Và chúng ta có thêm căn cứ để cho rằng sự sống có thể tồn tại trong lòng đất. Phát hiện một đại dương 644 km dưới bề mặt trái đất, sự sống có tồn tại nơi đây. Bạn có nhớ những bộ phim khoa học viễn tưởng và các cuốn sách của Jules Verne như tác phẩm đã được chuyển thể thành phim Cuộc phiêu lưu vào lòng đất? Hiển nhiên, không phải tất cả mọi thứ trong đó đều là tưởng tượng. Có thể có rất nhiều thứ chưa được biết đến ở dưới đó, và nếu ở đó có nước, thì liệu có thể tồn tại sự sống hay không? Có thể không theo cách chúng ta biết, mà là theo một dạng thức hoàn toàn khác thì sao? Rõ ràng có tồn tại những khả năng như vậy. Sau nhiều thập kỷ đưa ra nhiều giả thuyết và thảo luận về các khả năng,
các nhà khoa học cuối cùng đã phát hiện ra một đại dương rộng lớn bên trong quyển manti của trái đất, và họ cũng chỉ ra rằng đây là một bể chứa nước lớn, có thể đổ đầy 3 lần các đại dương trên trái đất. Phát hiện đáng kinh ngạc này gợi ý rằng lượng nước bề mặt của hành tinh chúng ta là đến từ bên trong trái đất và là một phần của vòng tuần hoàn nước khép kín trên hành tinh, thay vì giả thuyết phổ biến hiện nay cho rằng nước trên trái đất là từ các sao chổi đóng băng bay ngang qua từ hàng triệu năm về trước. Các nhà khoa học hiện nay vẫn đang nghiên cứu rất nhiều về thành phần cấu tạo của hành tinh chúng ta. Họ càng hiểu nhiều bao nhiêu thì các dự đoán về tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết và mực nước biển lại càng chính xác bấy nhiêu, bởi lẽ tất cả chúng đều có liên quan chặt chẽ đến hoạt động kiến tạo mạng hiện đang rung chuyển liên tục ngay dưới chân chúng ta. Nghiên cứu này đã được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu và nhà khoa học địa vật lý ở Mỹ và Canada. Họ đã sử dụng các dữ liệu thu thập được từ USA Ray, một bộ bao gồm hàng trăm máy đo địa chấn rải rác trên khắp nước Mỹ, để liên tục nghe ngóng các chuyển động của quyển manti và lõi của trái đất. Tiến sĩ Pearson cho rằng vùng chuyển tiếp có thể chứa lượng nước nhiều bằng tất cả đại dương gộp lại. Các nhà nghiên cứu tin rằng lượng nước trên bề mặt trái đất có thể đến từ bên trong hành tinh và đã được đẩy lên bề mặt nhờ hoạt động địa chất. Một bài viết trên tạp chí Nature cho hay, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một viên kim cương nhỏ, qua đó xác nhận sự tồn tại của một bể nước khổng lồ bên dưới lớp quyển manti của trái đất, khoảng 600 km dưới chân chúng ta. Theo trưởng công trình nghiên cứu, tiến sĩ Graham Pearson, thuộc trường Đại học Alberta, Canada, kết quả này cung cấp những bằng chứng xác thực cực kỳ thuyết phục cho thấy có những điểm ướt bên dưới bề mặt trái đất, khối nước bên trong lý giải một phần cho việc trái đất là hành tinh động, lượng nước thay đổi phụ thuộc vào cách thế giới này vận hành. Sau khi nghiên cứu các chuyển động trong lớp quyển manti và lõi trái đất qua nhiều năm, và sau vô số phép tính toán phức tạp để kiểm tra lại giả thuyết, các nhà nghiên cứu tin rằng họ đã tìm ra một bể chứa nước khổng lồ nằm ở vùng chuyển tiếp giữa hai lớp quyển manti trên và quyển manti dưới, một khu vực nằm trong phạm vi 400-660 km bên dưới bề mặt trái đất. Khám phá này đã mở ra cánh cửa dẫn đến rất nhiều khả năng bên dưới khu vực này. Liệu những lý thuyết đề cập đến một trái đất rỗng ruột có đúng không? Trái đất của chúng ta có thể không rỗng ruột, nhưng chắc chắn cũng không phải là đặc rắn. Giờ đây chính các nhà khoa học đã nói rằng có vô số bí ẩn và những thứ rất kỳ quái đang diễn ra tại 600 km bên dưới bề mặt trái đất chúng ta. Giả thuyết mới cho rằng lớp quyển manti của trái đất được lấp đầy bởi một khoáng chất gọi là ringoldite, và loại khoáng chất này được cho là chứa nước bên trong. Các thông số đo lường của USA Ray chỉ ra rằng cường độ khoáng chất ringoldite đẩy lên lớp quyển manti sâu bao nhiêu thì áp lực ép lượng nước ra cũng lớn bấy nhiêu. Quá trình này được gọi là thử nước kết hợp. Liệu có thế giới khác bên dưới chúng ta hay không? Điều đó phụ thuộc vào niềm tin của bạn, nhưng các truyền thuyết và lịch sử cổ đại thường đề cập đến địa ngục và rằng người ta có thể đến đó. Câu hỏi đặt ra ở đây là, phát hiện này có thay đổi bất cứ điều gì không? Những người hoài nghi vẫn sẽ đóng chặt tâm trí, bám cứng vào những lý thuyết và ý tưởng quý báu của họ, nhưng với mỗi nghiên cứu mới, chúng ta hiểu rằng chúng ta biết quá ít về trái đất, về đại dương và những gì nằm bên dưới bề mặt hành tinh này. Đường hầm rỗng dẫn vào lòng đất được phát hiện ở Nam Cực. Các nhà nghiên cứu vật lý địa chất luôn tin rằng cấu trúc trái đất gồm 3 phần: lớp vỏ ngoài, phần vỏ trong và lõi magma. Tuy nhiên, phần bên trong của trái đất với bán kính 6.400 km có thực sự đúng là như thế? Nhà nghiên cứu địa cầu cổ đại của Mỹ, tiến sĩ Duolilu phản đối quan điểm này. Ông ủng hộ thuyết về trái đất rỗng. Theo lý thuyết ông đặt ra thì cấu trúc trái đất bao gồm đá, hang động dung nham, đường hầm, đường thoát nước, hang động khổng lồ và kim loại nặng. Trung tâm của trái đất không phải là magma, mà là các đường ống dẫn, có đường kính khoảng 600 km. Mặc dù học thuyết này không tìm được nhiều bằng chứng hỗ trợ, nhưng vẫn có rất nhiều người tin rằng khắp mọi nơi trong lòng đất đều có các đường hầm lớn. Hiện nay, người ta lại phân tích một số hình ảnh được chụp từ vệ tinh ASA 7 tại vị trí vùng phụ cận châu Nam Cực, lộ ra một phần nền đen, có một đường hầm vào trong lòng đất. Hai cường quốc, Mỹ và Nga, đã phát hiện ra điều này, nhưng vì tính bảo mật an ninh quốc phòng, các quốc gia đều để câu chuyện về nó chìm dần trong bóng tối. Người ta cho rằng, tại nhiều vị trí trên trái đất, có thể có đường hầm dẫn vào trong lòng đất, đó là Bắc Cực, Nam Cực, kim tự tháp Giza của Ai Cập, lối vào Hy Mã Lạp Sơn ở Tây Tạng, được cho rằng có sự bảo vệ của các nhà sư, hang động Mammoth ở Kentucky, thành phố Mato Grosso Posit của Brazil, thác Igorama tại Ấn Độ, là kho tàng thành phố dưới lòng đất của vua Solomon, ngọn núi Santa Teluz ở California, thành phố trong truyền thuyết Anhaten, tồn tại ở vùng núi này, hang động Dero, v.v. Theo báo cáo địa lý năm 1916, ở vùng núi Altai, có một số hành lang ngầm kéo dài từ phía nam tới sa mạc Gobi ở Mông Cổ. Làng Đông Hoàng ở Trung Quốc cũng có thể là một lối dẫn vào vương quốc dưới lòng đất. Trái đất rỗng, căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh.
Với những người ủng hộ giả thuyết trái đất rỗng, họ tin rằng ẩn sâu trong lòng đất là một thế giới khác, nơi người ngoài hành tinh đang ngự trị. Bên cạnh số người tin rằng trái đất chúng ta có một lõi rắn bên trong, thì vẫn có những người ủng hộ giả thuyết trái đất rỗng. Theo đó, trái đất không hề có lõi từ tính như mọi người vẫn tin tưởng, mà thực chất trung tâm của nó có một mặt trời mini nhân tạo, vật thể sở hữu bởi người ngoài hành tinh. Bạn có thể tham khảo thêm điều này trong video trước của kênh, Thế giới dưới lòng đất thực sự tồn tại. Theo Wikipedia, trái đất rỗng là một tập hợp các thuyết cho rằng trái đất hoặc là hoàn toàn rỗng, hoặc có chứa một không gian rỗng đáng kể bên trong nó. Các thuyết này từ lâu đã bị phủ nhận bởi một số lượng lớn những bằng chứng quan trắc khoa học, cũng như những hiểu biết hiện đại về sự hình thành các hành tinh. Hội đồng khoa học đã bác bỏ quan điểm này từ cuối thế kỷ 18. Tuy nhiên, những thuyết về trái đất rỗng vẫn xuất hiện trong văn hóa dân gian và là tiền đề cho một nhánh của tiểu thuyết viễn tưởng, chuyên viết về những thế giới ngầm dưới lòng đất. Nó cũng xuất hiện trong những học thuyết khoa học hiện đại như thuyết âm mưu và giả khoa học, UFO và mối liên hệ sâu sắc với trái đất rỗng. Vào đầu những năm 1970, dự án ESA thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã cho phép phương tiện truyền thông truy cập bức ảnh chụp Bắc Cực của vệ tinh ESA-7. Vào ngày 23 tháng 11 năm 1968, một trong những bức ảnh chụp cho thấy Bắc Cực được bao phủ trong những đám mây. Tấm khác cho thấy, cũng tại vị trí đó khi không có mây, xuất hiện một hố lớn ngay đúng vị trí cực Bắc. Đây là cơ hội để những người nghi ngờ về những sự bất thường ở cực Bắc như UFO và người ngoài hành tinh có thêm cơ sở để khẳng định UFO có mối liên hệ sâu sắc với Bắc Cực và thuyết trái đất rỗng. Ray Palmer, nhà nghiên cứu UFO và những người khác tin rằng trái đất thực chất là rỗng và UFO đến từ một nền văn minh cao cấp đang ẩn trong lòng đất bí hiểm này. Sau khi bức ảnh của ESA được công bố, Ray Palmer tin rằng nền văn minh ngầm dưới đất là có tồn tại và có thể được tìm hiểu thông qua các hố ở cực Nam và cực Bắc. Đô đốc Di Chết thuộc Hải quân Mỹ cũng đã đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh dưới lòng đất. Ông cho biết đã tìm thấy lối vào nền văn minh của người ngoài hành tinh ở cực Bắc trái đất bằng lỗ lớn trên bề mặt. Di Chết tiết lộ, sau khi gặp ông, những sinh vật lạ này chia sẻ, họ đến để giúp loài người về thức ăn và nguồn năng lượng vô hạn. Tuy nhiên, ông lại quên một số chi tiết như những người ngoài hành tinh này từ đâu đến, tại sao họ muốn giúp con người. Bí mật căn cứ quân sự của Đức Quốc xã. Trùm của Đức Quốc xã là Hitler, được biết là người bị ám ảnh bởi những điều thần bí và không giải thích nổi. Nhà độc tài này rất quan tâm đến UFO. Sự quan tâm này được các sĩ quan cấp dưới ủng hộ nhiệt tình. Theo nhiều tài liệu, Đức Quốc xã từng nghiên cứu về trái đất rỗng. Không chỉ dừng ở đó, họ còn lập được những căn cứ bí mật trong lòng trái đất để phục vụ cho những mục đích khác nhau. Có nhiều bằng chứng cho thấy, tại Nam Cực, vùng đất quanh năm phủ đầy băng giá này, Đức Quốc xã đã xây dựng một cơ sở quân sự có liên quan đến những vật thể bay không xác định, hay gọi là UFO. Căn cứ này được cho là được xây dựng ở New Zealand, một khu vực thuộc Nam Cực mà Đức đã phát hiện ra và tuyên bố chủ quyền trước khi nổ ra Thế chiến II, với sự trợ giúp của những sinh vật ngoài hành tinh. Thông tin về việc Đức Quốc xã phát hiện thế giới bí ẩn trong lòng trái đất, cộng thêm việc họ được những cư dân trong lòng đất giúp đỡ, khiến nhiều nước cùng thời quan tâm sâu sắc. Năm 1947, Đô đốc Di Chết Ebert chỉ huy 4.000 lính Mỹ, Anh và Australia thực hiện một cuộc viễn chinh đến Nam Cực trong một sứ mệnh có tên là Chiến dịch Hai Dung. Mục tiêu của Chiến dịch Hai Dung là phải xác định vị trí của một căn cứ ngầm rất rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất do người Đức xây dựng vào giai đoạn trước, trong và ngay sau khi kết thúc Thế chiến II. Trong cuộc viễn chinh đến vùng đất nặng giá này, Di Chết Ebert và đội quân của ông đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của các địa bay, chiến dịch buộc phải phá sản. Như vậy, việc thám hiểm Nam Cực và căn cứ quân sự bí mật của Đức Quốc xã với sự giúp đỡ của sinh vật ngoài hành tinh đang còn nhiều điều chưa thể làm sáng tỏ. Căn cứ UFO khổng lồ tồn tại trong lòng đất. Bằng chứng về UFO từ trước đến nay hết sức đa dạng và phong phú, điều này khiến không ít người cảm thấy lo sợ, sự hiện diện của người ngoài hành tinh có thể đe dọa an toàn trái đất. Theo một số nhận định, người ngoài hành tinh ẩn núp trong vùng lân cận của hệ mặt trời, số khác tồn tại trên mặt trăng và đặc biệt thường xuyên ghé thăm trái đất. Không những thế, bên trong trái đất có ẩn giấu các cơ sở ngầm của người ngoài hành tinh. Theo các báo cáo từ phương tiện truyền thông nước ngoài, Thiếu tướng Hải quân Hoa Kỳ, ông Beth tiết lộ, ông đã trải nghiệm điều kỳ diệu khi được ghé thăm một căn cứ UFO. Chủ đề người ngoài hành tinh và UFO lại được hâm nóng tại Mỹ vào lúc đó. Bản ghi chép của Beth kể lại, tháng 2 năm 1947, ông từng dẫn đầu một đoàn thám hiểm, đi vào bên trong trái đất, bắt đầu từ Bắc Cực, tìm thấy một cơ sở khổng lồ, chứa UFO và các chủng cây, gặp các loài động vật vốn bị coi là tuyệt chủng trên mặt đất. Đây cũng là nơi sinh sống của những siêu nhân công nghệ cao. Tuy nhiên, thông tin bị chính phủ Hoa Kỳ phong tỏa trong thời gian dài. Nhật ký còn cho biết, đoàn thám hiểm dựng trại tại một căn cứ ở khu vực Bắc Cực.
Ngày 19 tháng 2 năm 1947, khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, họ tiến hành bay về phương Bắc để thám hiểm. Kính lục vân và la bàn đã được thử nghiệm hơn 3 lần, thông tin vô tuyến, mọi thứ cũng đều bình thường. Lên đến độ cao 900m, máy bay của Beth gặp phải một chuyển động mạnh từ mặt đất. Sau khi tiếp tục bay qua những ngọn núi về phía Bắc, ông ngạc nhiên nhìn thấy một thung lũng xanh rất tươi tốt, với một dòng suối nhỏ, rừng rậm phía bên trái ngọn đồi. Lúc đó, la bàn bắt đầu xoay qua lại giữa hai điểm. Vì vậy, ông giảm xuống độ cao còn 427m, lái sang bên trái để nhìn rõ hơn. Ông thấy thảm xanh dày đặc bao phủ mặt đất, ánh sáng kỳ lạ, không trông thấy mặt trời. Ngoài ra còn có một sinh vật có hình dáng giống loài voi. Ông tiếp tục giảm độ cao máy bay chỉ còn 305m và quan sát qua kính viễn vọng. Ông ngạc nhiên khi nhận ra, sinh vật đó là voi ma mút, loài vật đã tuyệt chủng trên trái đất. Sau đó, trước mắt ông lại hiện lên những ngọn đồi xanh, nhiệt độ bên ngoài lúc đó là 27 độ C, la bàn lại trở lại bình thường, nhưng thiết bị liên lạc vô tuyến đã bị vô hiệu hóa. Căn cứ UFO trong lòng đất. Nhưng chuyện khó tin hơn đã xảy ra, một âm thanh đột nhiên phát ra từ thiết bị vô tuyến đã ngừng hoạt động. Âm thanh là giọng nói có ngữ điệu Bắc Âu, hoặc tiếng Anh âm điệu Đức. Chào mừng các bạn đã ghé thăm. Đồng thời còn trấn an bàn thám hiểm, cũng như thông báo họ sẽ hạ cánh an toàn trong 7 phút nữa. Máy bay hạ cánh an toàn, một số người tóc vàng, da trắng mịn, cơ thể cao lớn xuất hiện, những người này không mang theo vũ khí. Thành phố phát sáng đủ sắc màu lấp lánh, và thay đổi theo một quy luật nhất định. Họ đối đãi với Beth và nhân viên truyền thông vô tuyến rất nhiệt thành, tất cả di chuyển trên những chiếc xe không cần bánh. Thành phố này dường như được xây dựng bởi các tinh thể pha lê. Họ được đưa vào một tòa nhà rất lớn, thức uống đều nóng, và có hương vị tuyệt vời. Sau 10 phút đồng hồ, Beth tách khỏi người đồng hành và đi vào thang máy, di chuyển xuống một lát, rồi đi qua một hành lang đầy hoa hồng đỏ. Ánh sáng dường như được phát ra từ bức xạ của bức tường. Người nơi đó gọi thế giới của họ là Allegheny. Kể từ khi quân đội Mỹ thả hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima, Nhật Bản, thì họ mới bắt đầu quan sát thế giới bên ngoài, và trong thời kỳ nguy hiểm này, họ đã gửi rất nhiều máy bay lên mặt đất để điều tra. Họ cho biết, thế giới dưới lòng đất có trình độ công nghệ và văn hóa, tiến bộ hơn thế giới con người hàng ngàn năm. Người của họ vốn không có ý định can thiệp vào chuyện trên mặt đất, nhưng vì không muốn nhìn thấy con người sử dụng vũ khí nguyên tử, nên đã mời ông ghé thăm, qua đó muốn ông truyền thông điệp tới đồng loại rằng, bom nguyên tử có thể hủy diệt toàn nhân loại. Những người này bày tỏ sự không hài lòng về cách tiếp đón thiếu thiện chí của người trên mặt đất thông qua các cuộc công kích ác ý. Họ cũng tiết lộ rằng thời đại đen tối của thế giới con người trên mặt đất sẽ sớm xảy ra, nhưng một thế giới mới cũng từ đống đổ nát mà tái sinh. Người dưới lòng đất sẽ giúp nhân loại xây dựng lại ngôi nhà mới của mình. Cũng trong tháng 2 năm 1947, trong cuộc họp với Bộ Quốc phòng Mỹ, nhóm của Beth đã gửi tất cả hồ sơ báo cáo chi tiết, đồng thời cũng đệ trình lên Tổng thống Harry S. Truman. Sau đó, các cơ quan này thực hiện điều tra từ bộ phận an toàn và đội ngũ y tế, nhưng tài liệu điều tra vẫn trong điều kiện bảo mật nghiêm ngặt. Tuy vậy, Beth vẫn ghi trong nhật ký của mình, vào ngày 24 tháng 12 năm 1965, rằng mảnh đất đó tại Bắc Cực, nơi ấy là một căn cứ bí ẩn khổng lồ. Một số nhận định cho rằng, tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời này là trống rỗng, và là nơi sinh sống của những loài người, với các tần số rung động khác nhau. Mặt trời cũng rỗng, nhưng không nóng mà lạnh. Trái đất của chúng ta là rỗng, và bên trong có một mặt trời ở giữa. Thành phố Capitol trong lòng đất được gọi là Shambhala. Nó nằm ngay trung tâm của hành tinh này, và lối vào có thể thông qua lỗ hổng ở phía Bắc Cực, hoặc phía Nam Cực của hành tinh này. Các ánh sáng phát ra từ phía cực Bắc và cực Nam mà chúng ta thấy trên bầu trời, thực sự là ánh sáng của mặt trời từ trong lỗ hổng của trái đất. Có hơn 120 thành phố ngầm nằm trong lớp vỏ trái đất. Những thành phố ánh sáng này không xa bên dưới bề mặt trái đất. Nhóm các thành phố này được gọi là mạng Agatha. Các chúng sinh trong lòng đất đang rất phát triển về mặt tâm linh. Họ hầu hết là linh hồn đã lựa chọn làm người, để tiếp tục quá trình tiến hóa của họ trong lòng của trái đất, vì điều kiện hoàn thiện hiện có ở đó. Mặc dù Atlantis và Lemuria đã trở thành huyền thoại trên mặt đất, nhưng người dân từ Atlantis và Lemuria đang phát triển ở các thành phố của họ dưới lòng đất. Như vậy, qua 6 video trong series truy tìm tung tích người ngoài hành tinh, khiến chúng ta đặt ra nhiều giả thuyết và những câu hỏi cực kỳ hại não. Có thể mặt trời và tất cả hành tinh trong hệ mặt trời đều rỗng, và chúng cũng có thể là nhân tạo, những nền văn minh có thể tồn tại trong đó. Vậy những nền văn minh trong lòng trái đất, trong lòng mặt trăng, trong lòng mặt trời, hay trong lòng sao hỏa, và những hành tinh khác nữa, có mối liên hệ gì với nhau không? Phải chăng nguồn gốc sự sống trên trái đất là từ sao hỏa, hay là từ vũ trụ? Phải chăng con người là do người ngoài hành tinh tạo ra? Trái đất có phải là trạm trung chuyển của UFO? Mặt trăng có phải là vệ tinh nhân tạo của người ngoài hành tinh, hay của người cổ đại?
mặt trời phải chăng là điểm tiếp nhiên liệu, có một thành phố phát triển bên trong, vân vân và mây mây. Chào mừng bạn quay trở lại với Điều Không Tưởng, nơi có những thông tin có thể đi ngược lại thường thức của bạn. Một cách nhìn mới về lịch sử, thế giới, vũ trụ. Nếu không tin, bạn hãy xem như là câu chuyện viễn tưởng. Chúc bạn có những phút thư giãn giải trí vui vẻ. Hãy cùng đến với những thông tin có thể làm thay đổi những gì bạn nghĩ ngay sau đây. Những nền văn minh dưới lòng đất thực sự đang tồn tại, và tôi có thể chứng minh cho bạn điều đó là hiện hữu. Bạn có biết rằng, trước mùa đông, hàng triệu con chim và côn trùng ở các vĩ độ khắc nghiệt nhất không bay về phía đường xích đạo, nhưng tiến về cực Bắc và cực Nam, và rằng những con vật được gắn thiết bị theo dõi đã bị mất tín hiệu theo dõi, không còn tìm thấy chúng. Chúng đã đi đâu? Bạn có biết rằng, muỗi ở vùng đất cực Bắc, Greenland, quá lớn so với bình thường, rất hung dữ và khát máu. Chúng có thể giết chết một con bò nhỏ. Và những nhà thám hiểm ở cực Nam đã báo cáo rằng, phía dưới một vĩ độ nhất định, nhiệt độ từ 0 độ đột nhiên tăng lên đáng kể, tạo ra những hồ nước và vùng đất tươi xanh. Những dấu hiệu kỳ lạ của các vùng ấm hơn cho thấy, các vùng cực Bắc và cực Nam có thể có những bí mật vượt ra ngoài những gì mà vị thần bản địa như ông già Noel có thể biết. Thực ra có một lý thuyết về trái đất mà một số nhà địa chất nổi tiếng nhất và các nhà thiên văn học tin rằng, một hình dạng hành tinh hình cầu rộng rãi với những hang động khổng lồ có kích thước của một lục địa nằm sâu bên trong lòng hành tinh chúng ta và những lối vào lớn trên khắp cực Bắc và cực Nam. Các nhà khoa học cho rằng bên trong trái đất có nước, đại dương và ánh sáng, nó không chỉ là nguồn sống cho các loài thực vật, động vật mà còn là môi trường cho những sự sống cực kỳ thông minh và tiến bộ. Nếu điều này nghe giống như dị giáo, hãy gạt sang một bên những gì bạn nghĩ rằng bạn đã biết hay hiểu rõ về những gì đang xảy ra xung quanh mình, và tôi sẽ cho bạn thấy bằng chứng của các nhà khoa học, những truyền thuyết và những gì các nhân chứng kể lại đằng sau lý thuyết trái đất rỗng, để bạn có thể thấy lý do tại sao nó có thể là thông tin làm thay đổi toàn bộ những gì bạn cho là mình đã biết rõ. Một bí mật như trò chơi lớn nhất của lịch sử, từng được che giấu từ kiến thức chung mà tất cả chúng ta được dạy và học như một điều hiển nhiên. Những thông tin tiết lộ cho chúng ta rằng, ngay dưới chân của bạn và tôi, có điều kiện lý tưởng cho một cuộc sống duy trì và có thể phát triển. Lý thuyết về trọng lực thực chất không hề tồn tại trong thực tế. Bất cứ ai cũng được dạy rằng, trọng lực là những gì làm cho một quả táo rơi xuống. Chúng ta đã tin điều này trong khoảng 300 năm, kể từ khi Isaac Newton xác định trọng lực và mối quan hệ của nó với khối lượng. Vào năm 2017, khi hai sao neutron va chạm vào nhau, chúng đã chứng minh rằng lực hấp dẫn không phải là một lực, nó thực sự là một sự biến dạng không thời gian trong vũ trụ. Cho đến nay, chưa có một lý thuyết vật lý nào cho ta cơ sở diễn đạt khái niệm về không gian và thời gian trong vũ trụ này một cách rõ ràng và thuyết phục hoàn toàn. Theo Einstein, một quả táo rơi xuống từ một cái cây bởi vì quả táo phản ứng với độ cong của không thời gian quanh hành tinh, do khối lượng của hành tinh tác động lên không thời gian xung quanh nó, làm cho không thời gian bị cong. Đó là những gì quả táo phải chịu. Không có cái gì gọi là lực hấp dẫn cả. Công bằng mà nói, đó là một sự thay đổi mô hình khổng lồ. Vì vậy, nếu chúng ta sai về trọng lực, chúng ta có thể sai về các lý thuyết khác nữa, đặc biệt là những lý thuyết liên quan đến trọng lực hay lực hấp dẫn. Với vật lý cổ điển, một vật sẽ luôn đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu không có lực nào tác động vào nó. Nếu như vậy, khi không có ngoại lực tác động, hai vật đang chuyển động song song với vận tốc bằng nhau sẽ giữ nguyên chuyển động của mình suốt quãng đường và chúng sẽ không bao giờ gặp được nhau. Nhưng thực tế thì chúng sẽ chạm vào nhau. Các hạt xuất phát và chuyển động trên các đường thẳng song song rồi cũng sẽ gặp nhau. Lý thuyết của Newton nói rằng điều này sẽ xảy ra do lực hấp dẫn, một lực hút giữa các vật với nhau. Einstein cũng nói rằng nó xảy ra do lực hấp dẫn. Tuy nhiên, lực hấp dẫn lại không phải là một lực, nó là một đường cong không gian thời gian. Vật lý hiện đại gọi nó là trường quyển hấp dẫn. Đi xa chủ đề một chút về lực hấp dẫn, vấn đề đã gây nhiều tranh cãi trong video. Năm nghiên cứu cho thấy, chúng ta đang sống trong thế giới ảo mà kênh đã đăng trước đây. Chúng ta sẽ quay trở lại với nó, vấn đề của lực hấp dẫn. Thuyết vạn vật hấp dẫn xây dựng trên cơ sở không gian tuyệt đối là không gian tĩnh lặng, trống rỗng tuyệt đối. Thời gian tuyệt đối là thời gian trôi đều đặn như nhau tại mọi lúc mọi nơi. Cơ chế hấp dẫn là khối lượng hấp dẫn khối lượng, tức là vạn vật có khối lượng hấp dẫn lẫn nhau. Khối lượng là đại lượng vật lý bất biến. Lực hấp dẫn truyền đi tức thời là vô hạn. Nhưng thực nghiệm và vật lý hiện đại ngày nay đã hầu như bác bỏ tính đúng đắn của cơ sở lý thuyết vạn vật hấp dẫn với các điểm sau. Không gian không phải là môi trường trống rỗng. Môi trường không gian là trường hấp dẫn, môi trường không gian bao quanh các phi hạt, hoạt động rất sôi động, đó là những gì vật lý hiện đại đã kết luận. Ngoài ra cái gọi là vật chất tối mà chúng ta không nhìn thấy, nhưng các nhà khoa học đang nghiên cứu và cho rằng nó hiện hữu trong không gian của vũ trụ. Thời gian không tuyệt đối, tức là thời gian không trôi đều đặn như nhau tại mọi lúc mọi nơi.
Các nhà khoa học thấy rằng, khi một vệ tinh hay một thiên thạch bay ngang qua vùng không gian gần trái đất, tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh, gọi là hiện tượng bay ngang bất thường. Điều này đi ngược lại định luật bảo toàn năng lượng, tức là một hệ không thể nhiều năng lượng hơn năng lượng ban đầu của nó. Vậy làm sao những vệ tinh hay thiên thạch này lại đột nhiên di chuyển nhanh hơn? Một cách giải thích là, do lực hấp dẫn của trái đất tác động lên nó, nếu vậy thì, nó phải có xu hướng bay về phía địa cầu, nhưng mọi việc không diễn ra như vậy. Một giải thích có vẻ hợp lý hơn, đó là, mỗi vùng trong vũ trụ có trường thời gian riêng, và trường thời gian của trái đất đã trôi nhanh hơn so với bên ngoài vũ trụ, vì vậy ta thấy chúng đột nhiên tăng tốc. Như vậy, thời gian không trôi đều đặn như nhau tại mọi lúc mọi nơi, như thuyết vạn vật hấp dẫn lấy làm cơ sở. Thuyết vạn vật hấp dẫn dựa trên cơ chế hấp dẫn, tức là khối lượng hấp dẫn khối lượng, tức là vạn vật có khối lượng hấp dẫn lẫn nhau. Khối lượng là đại lượng vật lý bất biến. Điều này không đúng với các hạt photon hay hạt quark trong vật lý lượng tử, cũng không hoàn toàn đúng trong cơ chế hoạt động của vũ trụ. Bởi vì nếu các ngôi sao hay thiên hà tác động lực hấp dẫn lên nhau, thì khi một ngôi sao biến mất sẽ tạo ra sự xáo trộn khi không còn lực hấp dẫn của ngôi sao đó, nhưng trong thực tế không hề diễn ra như vậy. Tóm cái váy lại, cơ sở quan điểm của thuyết vạn vật hấp dẫn không phù hợp với cấu trúc vật lý cơ bản của tự nhiên, và chúng ta hãy tham khảo quan điểm của thuyết hấp dẫn mới của khoa học hiện đại thế kỷ 21. Newton đã ngộ nhận cơ chế hấp dẫn, cho rằng khối lượng hấp dẫn khối lượng. Ngộ nhận này là nguyên nhân chính dẫn đến cơ sở của lý thuyết vạn vật hấp dẫn mâu thuẫn với hiện thực. Ngộ nhận này đã khiến ta hiểu sai lực hấp dẫn, một lực phổ quát mạnh nhất trong tự nhiên trở thành lực yếu nhất trong tự nhiên. Thuyết hấp dẫn mới cho rằng khối lượng không hấp dẫn khối lượng. Khối lượng hấp dẫn các năng lượng không gian trong trường quyển chuyển động hướng tâm với gia tốc. Các vật thể có khối lượng hiện hữu trong trường quyển bị cuốn theo cùng gia tốc đó. Với phát hiện đó, thuyết vạn vật hấp dẫn được thay bằng thuyết hấp dẫn mới. Trường quyển hấp dẫn năng lượng không gian của vật thể, gọi tắt là trường quyển vật thể. Với thuyết trường quyển vật thể, mọi mâu thuẫn nghịch lý của thuyết vạn vật hấp dẫn được giải quyết suôn sẻ. Nếu vậy thì, làm cách nào để đo khối lượng của trái đất? Hôm nay, thí nghiệm Cavendish đo khối lượng của một vật dựa trên lực kéo của nó đến khối lượng khác. Nhưng ngay cả trước khi xác định lại trọng lực, các lý thuyết này có sai sót cần phải xem lại. Các điều kiện hấp dẫn trong một phòng thí nghiệm khoa học không giống như các điều kiện trong không gian vũ trụ hay trong một thực thể như là một hành tinh. Và nó giả định rằng mỗi hạt tạo ra một lực cố định trên tất cả những hạt khác là như nhau, ở bất kỳ vị trí nào. Điều này là loại bỏ khả năng rất hiển nhiên và thực tế rằng các hạt gần bề mặt của một hành tinh có thể tạo ra một lực lớn hơn những hạt sâu bên trong hành tinh đó. Tức là, nếu ta càng tiến sâu vào trung tâm của hành tinh, trọng lượng của ta càng giảm. Về lý thuyết, nếu bạn đứng tại tâm trái đất, bạn có trái đất vây xung quanh bạn, thì bạn bị hút như nhau theo mọi hướng, và tác dụng tổng hợp là chúng triệt tiêu nhau. Không có lực hút hấp dẫn nữa, và bạn ở trạng thái không trọng lượng. Thuyết vạn vật hấp dẫn là một vấn đề rất hại não, và còn nhiều tranh cãi. Cho đến nay, chưa có một lý thuyết vật lý nào cho ta cơ sở diễn đạt khái niệm không gian thời gian rõ ràng và thuyết phục. Đây thực sự là một thiếu sót rất cơ bản của vật lý lý thuyết, chưa được giải quyết. Không gian và thời gian là hai thành tố vật lý cơ bản phổ quát nhất của tự nhiên. Ta không thể chủ quan đánh giá một lý thuyết vật lý nào đó là đúng hay sai, phản ánh đúng bản chất của tự nhiên, khi khái niệm về không gian và thời gian chúng ta còn rất mơ hồ. Một lý thuyết vật lý, dù cho kết quả tính toán phù hợp với thực nghiệm, ta chưa thể kết luận lý thuyết vật lý đó là đúng đắn, phản ánh đúng bản chất của tự nhiên. Nếu có nghịch lý là cảnh báo có sự ngộ nhận. Thiên nhiên vận động và biến đổi không ngừng, theo quy luật nhân quả chính xác. Nhận thức của con người về tự nhiên còn quá khiêm tốn, còn nhiều ngộ nhận và mơ hồ. Ngẫu nhiên không phải là quy luật của tự nhiên. Ngẫu nhiên là thước đo, tín hiệu cảnh báo cái ta chưa biết, hoặc biết nhưng chưa đầy đủ, chưa chuẩn xác hoàn toàn. Các bạn có thể góp ý thêm cho kênh những gì bạn biết về thuyết vạn vật hấp dẫn bằng cách comment bên dưới nhé. Kênh sẽ ghi nhận những gì còn thiếu sót và những điều thực sự mới mẻ. Quay lại với chủ đề. Như vậy, nếu trọng lực không còn là một lý thuyết hợp lệ và nó được sử dụng để xác định khối lượng, thì khối lượng của trái đất đã bị phóng đại lên. Và tiếp theo điều này là khối lượng của tất cả các hành tinh khác trong hệ mặt trời cũng bị phóng đại lên. Nếu kết cấu của trái đất là những hang động hoặc trống rỗng bên trong, thì nó cũng đúng với mọi hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta. Lý thuyết khoa học và toán học. Edmund Halley, người đã dự đoán chính xác quỹ đạo của sao chổi Halley cho biết, các dị thường trên từ trường của địa cầu có thể là một trong những bằng chứng khoa học vĩ đại nhất đã thách thức lý thuyết về một trái đất hoàn toàn đặc rắn của khoa học thường thức. Edmund Halley, sống cùng thời với Newton, nhỏ hơn Newton 14 tuổi, là nhà địa vật lý, nhà toán học và nhà thiên văn học. Ông tin rằng bên dưới lớp vỏ của địa cầu là hai lớp vỏ dày và đồng tâm, mỗi vùng có khả năng có bầu không khí riêng, có ánh sáng và thậm chí có thể có người sinh sống.
Haley cũng suy đoán rằng, tại hai cực Bắc và Nam, có những lối vào bên trong lòng địa cầu, và hiện tượng quang học cực quang mà chúng ta nhìn thấy là kết quả của việc quay ngược chiều nhau của các lớp vỏ bên ngoài và bên trong địa cầu. 100 năm sau đó, nhà toán học và vật lý Thụy Sĩ Leonhard Euler, người vẫn được coi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất mọi thời đại, cũng đề xuất rằng trái đất hoàn toàn trống rỗng, với một mặt trời chiếu sáng ở trung tâm, tương tự như những gì Haley đã đề xuất. Ông đồng quan điểm với Haley rằng các lỗ ở cực Bắc và Nam là lối vào thế giới bên trong lòng địa cầu, nơi của những nền văn minh đang tồn tại. Nhà toán học có ảnh hưởng nhất của Đức, Johann Gottfried Gauss, vào đầu những năm 1800 đã nói: tất cả lịch sử, vật lý và địa lý của trái đất chúng ta có thể được giải thích rõ ràng hơn khi đứng trên lý thuyết trái đất là một hành tinh rỗng với lối vào ở hai cực của địa cầu. Hình ảnh hai cực của địa cầu. Đương nhiên, hình ảnh vệ tinh về hai cực của trái đất sẽ loại bỏ sự điên rồ này. Có đúng như vậy không? Vâng, có thể, nhưng có một vấn đề ở đây là hình ảnh và video của NASA về các cực là rất hiếm. Khi chúng được tiết lộ, chúng có các lớp mây bao phủ, các lớp phủ của băng, hoặc là các dị thường có vấn đề, hoặc là vì lý do nào đó, các cực chỉ đơn giản là bị xóa khỏi những bức ảnh của NASA. Như vậy vẫn chưa hết, vẫn còn điều kỳ lạ hơn là không có máy bay hay vệ tinh nào được phép bay trong một khoảng cách nhất định của hai cực Bắc và Nam. Có một trường hợp đặc biệt, vào tháng 11 năm 1968, một hình ảnh vệ tinh của Bắc Cực đã được tiết lộ, cho thấy một lỗ hổng cực lớn khi không có mây che phủ. Có thể là một mánh khóe của các nhiếp ảnh gia dựa trên thời gian đã tạo ra ảo tưởng, nhưng hình ảnh vệ tinh từ đó cho thấy những dị thường nghiêm trọng làm tăng thêm các câu hỏi cho chúng ta. Tại sao hầu hết các hình ảnh này trong không gian liên tục có các điểm của chúng bị che giấu, và đây là dấu vết bị tẩy xóa trên sao Mặt Trăng? Bất thường về động đất. Một dị thường khác khi đo khối lượng của trái đất xảy ra khi chúng ta nghiên cứu động đất. Kể từ đầu những năm 1900, các báo cáo địa chấn đã chứng minh rằng trái đất có mật độ, nhưng không phải là không nêu ra nhiều câu hỏi hơn nữa. Bạn thấy đấy, khi một trận động đất xảy ra, sóng địa chấn có thể đo được khi chúng lan truyền, nhưng sau đó các tín hiệu biến mất hoàn toàn, không xuất hiện trở lại nữa. Những khu vực tín hiệu biến mất được cho là kết quả của các sóng khi đánh vào một lõi nóng chảy. Nhưng thậm chí sau đó, có rất nhiều mâu thuẫn với các báo cáo địa chấn, nó là một vấn đề khoa học vô cùng rối rắm. Vì vậy, khi tất cả mọi thứ được xem xét, đôi khi giải pháp đơn giản nhất là giải pháp chính xác nhất. Nó có khả năng là những con sóng đã dội vào một vành đai trống rỗng, hay biến mất vào những hang động rất lớn, hoặc biển ngầm, nằm bên dưới lớp vỏ ngoài của trái đất. Những điều này có phải chỉ đơn giản là một lời giải thích, không? Chúng ta hãy xem thêm những bằng chứng sau đây. Đại dương bên trong lòng đất. Nếu khả năng của đại dương bên trong nghe có vẻ kỳ lạ, thì hãy lưu ý rằng lỗ sâu nhất đầu tiên từng được khoan vào lòng trái đất là ở Nga, bắt đầu vào năm 1970. Lỗ khoan Kola Sutkarev đã được thực hiện trong 20 năm, có độ sâu là 12.262 m. Nó sâu hơn điểm sâu nhất dưới đại dương, là trường hợp khi con người mạo hiểm tìm cái chưa biết. Kola đã để lại một vài lý thuyết khoa học trong đống đổ nát. Họ đã phát hiện những điều chưa từng được ghi nhận trước đó: nhiệt độ 180 độ C, hóa thạch có ở độ sâu 8 dặm, là hóa thạch cực nhỏ của 24 sinh vật sống đơn bào đã tuyệt chủng từ lâu. Và kết quả đáng ngạc nhiên hơn, nước được cho là rất nhiều ở độ sâu này, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, nước nằm ở độ sâu xa hơn những gì người ta đã giả định trước đó. Sau đó, vào năm 2014, một nhóm 20 nhà địa vật lý Hoa Kỳ sử dụng các thiết bị đo địa chấn đã phát hiện ra nguồn nước lớn nằm ở 400 dặm bên trong lòng trái đất. Họ đã kết luận rằng phần chuyển tiếp giữa lớp manti trên và lớp manti dưới, tức là cách mặt đất khoảng 410 đến 660 km bên dưới bề mặt của trái đất, có một đại dương với lượng nước lớn gấp 3 lần so với lượng nước của tất cả các đại dương trên thế giới. Một trong những nhà khoa học nói rằng đây là bằng chứng trực tiếp ủng hộ giả thuyết rằng sâu bên trong lòng trái đất chứa rất nhiều nước. Hình thành của trái đất. Khoa học hiện đại không thể xác nhận cấu trúc vật lý của nội thất trái đất như một thực tế, và có rất nhiều câu hỏi về lý thuyết cấu trúc trái đất hiện tại. Ví dụ, một hành tinh hình thành thì lực hấp dẫn không tồn tại trong tâm của nó. Do đó, khối lượng của nó được tích lũy tại nơi các lực hấp dẫn và lực ly tâm được cân bằng, tạo ra một quả cầu với các lỗ ở trên và dưới, đối với trái đất là cực Bắc và Nam. Giống như một cơn bão vật chất trong không gian, sẽ không có một vật thể rắn chắc tại trung tâm của nó. Một cơn lốc xoáy có khoảng trống ở trung tâm. Một xoáy nước cũng vậy. Giữa các thiên hà là một hố đen khổng lồ. Trong một nguyên tử cũng gần như hoàn toàn trống rỗng. Và tất cả những gì được xoáy tiếp để tạo thành một hình cầu đều rỗng tại trung tâm. Dòng chảy năng lượng này là một hệ thống tự tổ chức trong tự nhiên, nơi năng lượng mở rộng và trở lại với chính nó. Chúng ta thấy nó mỗi ngày, trong một xoáy nước, một cơn lốc xoáy, nguyên tử, thiên hà. Không cái nào trong số này là một hệ thống dày đặc. Chúng ta hãy xem xét một khả năng khác.
qua hàng tỷ năm, hành tinh này đã phải chịu đựng những hiện tượng kết hợp xảy ra trên bản thân nó như sưởi ấm và làm mát địa nhiệt, đối lưu, tạo các đường hầm dung nham, nước và sông băng, và còn có lực ly tâm được tạo ra bên trong một khối quay tròn trên trục. Những lực lượng tự nhiên này có thể làm cho một hành tinh trở nên giống như một tổ ong hơn là một tảng đá hoàn toàn vững chắc. Vì vậy, các mô hình hiện tại của nội thất trái đất không phải là sự thật, chúng là các lý thuyết. Trong khi chờ đợi những câu trả lời hợp lý, hãy nhìn vào những gì bạn nhìn thấy và biết về nó. Mọi lục địa đều có mạng lưới hang động rộng lớn, như hang Sơn Đồng ở Việt Nam, với rừng xanh, sông ngòi và không gian, mọi thứ đủ để có thể đặt một tòa nhà chọc trời với 40 tầng tại đây. Và Mammoth Cave ở Kentucky, nước Mỹ, với tổng chiều dài hang hơn 390 dặm, tương đương 630 km. Hiện nay, đây là hang dài nhất thế giới mà con người từng khám phá. Và còn mây mây những hang động khác nữa trên khắp hành tinh. Ai có thể dám chắc rằng những không gian xuất hiện tự nhiên ngoạn mục như những hang động này, hoặc không gian rộng lớn hơn, không được tìm thấy ở độ sâu sâu hơn trong lòng trái đất. Theo luật vật lý, không gian trống rỗng không tự nhiên, vì vậy hang động có hệ sinh thái và những cơ thể chứa nước bên trong, cuộc sống thực vật và đời sống động vật. Nếu những hang động này mở rộng sâu vào trái đất, sự sống vẫn sẽ lấp đầy những khoảng rỗng này. Ngay cả những độ sâu khắc nghiệt nhất của đại dương cũng có các dạng sống và sinh vật đã thích nghi bằng cách tạo ra độ sáng của riêng chúng. Như Aristotle đã nói, thiên nhiên tạo ra một chân không, bất cứ nơi nào có khoảng trống, vũ trụ tìm cách lấp đầy nó. Vì vậy, nếu các hang động khổng lồ như những hang động mà chúng ta đã biết tiếp tục đi sâu vào trái đất, thì những gì sau đó, như bạn đã biết, sự sống có thể nằm trong khoảng cách không gian dưới chân chúng ta. Huyền thoại và câu chuyện. Huyền thoại trong Phật giáo. Hầu như mọi nền văn hóa cổ xưa đều truyền thuyết về những thế giới dưới lòng đất. Nhiều người xem thế giới này là luyện ngục cho những kẻ tội lỗi, nỗ lực rất rõ ràng để ngăn chặn ngay từ ý thức đối với những việc làm sai trái với đạo đức. Nhưng khác những huyền thoại, nền văn minh Agartha với các thành phố của nó, Shambhala và Potala có nhiều điểm giống nhau, bất kể châu lục nào hay họ có nguồn gốc từ nơi nào trên các lục địa. Trong tất cả các truyền thuyết, những nền văn minh này nói về hai chúng sinh, những người khổng lồ rất to lớn, hoặc các chủng tộc bò sát với công nghệ cực kỳ tiến bộ. Từ Agartha có nguồn gốc Phật giáo, những Phật tử thật sự nhiệt thành tin vào đế quốc ngầm này, mà họ nói có hàng triệu cư dân và nhiều thành phố, kể cả thủ đô Shambhala, nơi một người cai trị tối cao ngự trị. Họ tin rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là đại diện trên mặt đất của Ngài ấy, và các sứ điệp của Ngài ấy được truyền đến các Lạt Ma ở Tây Tạng hàng ngàn năm. Những cư dân trên mặt đất này đã sống ở đây, che chở nhân loại kể từ những cuộc thảm sát trên mặt đất. Nghệ sĩ người Nga, nhà triết học và nhà thám hiểm Nicholas Yovich công bố rằng một vị Lạt Ma Tây Tạng đã chỉ ra thủ đô của Tây Tạng được nối với nhau bằng một đường hầm với Shambhala, trung tâm của đế chế ngầm của Agartha. Và lối vào của đường hầm này đã được bảo vệ bởi những Lạt Ma, những người tuyên thệ nhậm chức để giữ cho nơi đó thực sự là một bí mật với bất cứ ai từ bên ngoài thế giới này. Huyền thoại của Ấn Độ giáo. Trong sử thi cổ đại Mahabharata của người Hindu cũng nói về Ayyavata là nơi ở của những người xuất sắc, được cho là được cai trị bởi một chủng tộc siêu phàm. Nagas là chủng tộc một nửa là nhân loại, nửa còn lại là các loài kỳ lạ, được mô tả với những chiếc mũ trùm đầu có màu sắc rực rỡ, chiếu sáng vương quốc của họ. Người ta nói rằng Nagas sở hữu một công nghệ tiên tiến và có một bản chất không thể đoán trước, đôi khi là tàn nhẫn, được biết là bắt cóc và tra tấn con người trên mặt đất khi họ thực hiện các kế hoạch gây ảnh hưởng đến các sự kiện tích cực của thế giới trên mặt đất. Người ta cũng nói rằng họ sinh sống tại Potala, đây là một sự trùng hợp với huyền thoại của Phật giáo, có lẽ không phải ngẫu nhiên, mà tên của cung điện nơi các Lạt Ma bảo vệ lối vào đường hầm là cung điện Potala. Một sử thi khác của Ấn Độ, Ramayana, kể về câu chuyện về đại vương Rama, một sứ giả da xanh từ Agartha, người đã đến trên một chiếc xe của các vị thần. Chúng được gọi là Vimanas, mang người điều khiển bên trong bay giữa không trung. Điều kỳ lạ là, phi thuyền bay vẫn là một phần nhất quán của tất cả những câu chuyện trong tất cả các văn hóa, kể về nền văn minh bên trong lòng địa cầu. Huyền thoại ở Ai Cập cổ đại. Một đường hầm tương tự được cho là kết nối các phòng bí mật ở chân kim tự tháp Giza với thế giới ngầm, qua đó các pharaoh đã liên lạc với các vị thần. Các vị thần Ai Cập cổ đại như Ra, Thoth, Anubis có nhiều đặc điểm không giống với nhân loại, với chiều cao độc đáo, màu da khác thường, những đôi mắt đặc biệt, thường là chim hoặc đầu của loài chim rất kỳ lạ. Hai đứa trẻ da xanh vùng Warwick. Vào thế kỷ thứ 12, ở làng Warwick, vùng Suffolk, nước Anh, để bảo vệ đàn gia súc khỏi sự tấn công của những con sói hung dữ, người dân Warwick thường đào những cái hố sâu xung quanh làng của mình. Một buổi sáng chuẩn bị ra đồng, dân làng bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ bên dưới chiếc hố gần làng. Họ tiến lại gần để kiểm tra, và bất ngờ phát hiện bên dưới cái hố sâu nhất là hai đứa trẻ nhỏ, một bé trai và một bé gái, đang ôm lấy nhau với vẻ sợ hãi.
nhưng điều kỳ lạ khiến người ta phải giật mình là chúng có nước da màu xanh lá hơi nhạt, quần áo được làm từ chất liệu không rõ, và khi những người nông dân quan tâm, chúng cũng trả lời bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn kỳ lạ mà chỉ chúng mới hiểu. Hai đứa bé được những người nông dân mang vào làng và được một địa chủ giàu có trong làng nhận nuôi dưỡng. Trong nhiều tháng sau đó, cả hai đứa bé chỉ muốn ăn những hạt đậu sống và không muốn bất cứ thức ăn gì thêm. Sau một thời gian học được tiếng Anh, cô bé đã kể với dân làng rằng cô và anh trai mình sống tại vùng đất San Martin, đó là một nơi dưới lòng đất. Trong một lần đi chăn gia súc và bị lạc đường, hai anh em đã vô tình bị kéo vào bẫy sói của dân làng. Những cuộc thám hiểm và những bí ẩn. Hành trình của Olaf Jensen đến Agatha. Trong cuốn sách xuất bản năm 1908, Smoky God, tạm dịch là thần sáng, hay thần ánh sáng, hoặc quang minh thần, Willis J. Emerson đã kể lại câu chuyện về cuộc hành trình đáng kinh ngạc của Olaf Jensen đến Agatha, và ông đã sống ở đó 2 năm. Jensen và cha của ông đã đi du lịch trong chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Trong một nỗ lực để tìm cách thoát khỏi cơn bão, họ bị một cơn gió lốc mang chiếc thuyền đi qua một lỗ hổng vào bên trong của trái đất. Ở đó, họ đã gặp người mà ông ấy gọi là Elder Giants, nghĩa là những người khổng lồ thân thiện, thông minh, có nền kỹ thuật phát triển cao trong lĩnh vực năng lượng điện cực kỳ độc đáo, và họ có thể sống thọ tới 800 năm tuổi. Jensen mô tả, thế giới bên trong ấm áp, mưa mỗi ngày một lần, bầu khí quyển dễ chịu và ôn hòa, với thảm thực vật rộng lớn tươi xanh. Tựa đề thần sáng, ám chỉ đến ánh sáng mặt trời rực rỡ của thế giới bên trong, mà ông tin rằng nằm ở trung tâm của hành tinh này. Phần thú vị nhất là lời kể của ông về những vật thể bay mà ông mô tả là di chuyển nhanh và không ồn ào, có bánh xe giống như quạt quay ở phía trên, có thể phá hủy áp suất khí quyển, hoặc sức kéo mà chúng ta hiểu là trọng lực. Sau khi trải qua 2 năm với những sinh vật ở Agatha, Olaf và cha của anh đã cố gắng trở lại qua cửa vào trước đó, nhưng cha của anh đã không gặp may khi một tảng băng trôi phá hủy chiếc thuyền của họ. Olaf Jensen đã được một ngư dân cứu thoát, nhưng sau khi chia sẻ câu chuyện đáng kinh ngạc của mình, ông được đưa vào trong một nhà thương đinh, suy sụp tinh thần, buồn bã, và ông đã bị giam giữ tại đó 28 năm. Sau khi được thả, ông trở lại là một ngư dân, và mãi cho đến khi ông 90 tuổi, ông đã chia sẻ cuộc hành trình của mình với Emerson, trao cho Emerson bản đồ nội địa của trái đất, cùng với bản thảo kinh nghiệm của bản thân mình. Chuyến thám hiểm của Richard Manson. Richard Manson, sinh năm 1861, là một nhà thám hiểm, nhà khoa học và nhà ngoại giao người Na Uy, được nhận giải Nobel Hòa bình năm 1922 với tư cách là chuyên viên cao cấp của Hội Quốc Linh. Manson là một giáo sư đại học chuyên ngành động vật học và sau đó là hải dương học tại trường Đại học Hoàng gia Frederick ở Oslo và là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên của lĩnh vực thần kinh học và động lực học. Năm 1895, Manson đã lên kế hoạch thám hiểm để đến Bắc Cực. Ông hoàn toàn mất đi phương hướng của mình. Ông thừa nhận không thể xác định được vùng đất bí ẩn mình tìm thấy và những vùng đất được đánh dấu trên bản đồ của một trong những nhà thám hiểm nổi tiếng nhất đơn giản là không tồn tại. Có nhiều điều bất thường đã xảy ra tại nơi ông đã đến. Ngay sau cảm giác lạnh giá, đột nhiên nhiệt độ bắt đầu tăng lên và thậm chí trở nên nóng bỏng không thể chịu nổi. Manson cũng thấy những gì mà ông chỉ có thể gọi nó như là ảo ảnh. Ông nhìn thấy một vệt đỏ rực rỡ trên đường chân trời. Sau đó xuất hiện thêm hai vệt nữa, chúng tiếp tục xuất hiện. Ông mô tả, tôi có thể thấy bốn hoặc thậm chí năm đường thẳng ngang như nhau và tất cả có chiều dài bằng nhau, làm người ta liên tưởng đến một mặt trời màu đỏ xỉn hình vuông với những vệt ngang trên đó. Bộ lạc Amazon bảo vệ lối vào. Sâu trong rừng Amazon, người Mỹ bản địa Mapuche cổ đại vẫn bị cô lập từ các nền văn minh tiên tiến cho đến gần đây. Họ được cho là người bảo vệ lối vào nội địa trái đất. Họ mô tả cuộc hành trình và những sinh vật sống ở đó với những chi tiết sinh động. Họ nói rằng, trong 15 ngày, bạn phải đi qua các hang động, cho đến khi nhìn thấy các quả cầu ánh sáng chói lòa và các đĩa phát sáng xuất hiện bên trong trái đất. Ở đó, một nền văn minh của các sinh vật cao từ 3,5 đến 4,5 mét, sống bên trong một hệ sinh thái tươi tốt của thảm thực vật phong phú và đa dạng. Điều đáng chú ý là, với nền văn hóa nguyên thủy của bộ tộc Mapuche lại có thể miêu tả rõ ràng những gì xảy ra bên trong lòng đất, ở một độ sâu nhất định, họ bắt gặp đá nóng chảy. Không có bất kỳ nền giáo dục hiện đại nào, làm sao họ có thể biết được chi tiết như vậy. Những khám phá trái đất nội địa của Đức Quốc xã. Sau Thế chiến thứ nhất, một nhóm huyền bí người Đức đã thành lập hội Thuler để theo đuổi khoa học huyền bí. Họ đã công bố các truyền thuyết Tây Tạng về việc mở cửa vào trái đất và trở nên bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm lối vào bên trong địa cầu. Các sứ giả của Đức lúc đó thậm chí đã đến Tây Tạng để điều tra tìm hiểu. Nhóm này sau này xác nhận với Hitler và một kế hoạch bí mật đã được thực hiện. Mong muốn điên cuồng của Hitler để lai tạo một chủng tộc Bắc Âu được lấy cảm hứng từ niềm hy vọng ám ảnh của ông ta rằng người Đức sẽ được chọn ở trên tất cả những người khác để giao phối với những người siêu việt dưới lòng đất này trong sự đột biến của một chủng tộc mới. Khi đế chế Đức lớn lên trong sự thống trị quân sự và địa lý, Hitler đã ra lệnh cho một nhóm các nhà nghiên cứu
tìm thấy một không gian bên trong trái đất với lối vào ở Nam Cực. Sau đó, một chiếc U-Bát của Đức được chỉ huy bởi hai Zygoden tuyên bố họ đã đến được bên trong trái đất và thậm chí tuyên bố rằng họ không muốn quay trở lại. Tấm bản đồ tìm được của Đức Quốc xã, tất cả đã nói lên rằng trái đất là một quả cầu rỗng. Trong bản đồ đó, lục địa Nam Cực có thể quan sát được mà không có lớp băng dày, nhưng chi tiết thú vị nhất trên bản đồ là những đoạn đường dưới nước trải dài trên toàn bộ lục địa và hội tụ ở vị trí chính xác trên bản đồ, được xác định là cửa vào trong lòng trái đất. Tấm bản đồ thậm chí đã mô tả phần chính của lục địa có tên là Liberia, đại dương chính ở đây có tên Vancarian. Phần dưới của bản đồ mô tả thành phố Sambala. Thành phố này trùng khớp với lời kể của các nhà sư Tây Tạng. Trong nhiều năm, họ cũng tin rằng Sambala là một thành phố nằm dưới bề mặt hành tinh chúng ta. Tấm bản đồ đã cho thấy vị trí thực sự của thành phố huyền thoại này. Và đây là bức thư của một thuyền viên trên tàu ngầm U-Bát 209. Ông nói rằng, con tàu do thuyền trưởng Hayizoda chỉ huy đã đến thế giới ngầm Agatha và họ sẽ không quay trở lại. Kính gửi người đồng đội cũ. Thông điệp này sẽ làm anh ngạc nhiên. U-Bát 209 đã làm được, trái đất là rỗng. Đúng như lời tiến sĩ Howard A. và Hess đã nói, cả phi hành đoàn đang làm rất tốt, nhưng họ không thể quay trở lại. Chúng tôi không bị bắt giữ, tôi chắc chắn tin nhắn này sẽ gửi được đến tay anh, nhưng sẽ là lần liên lạc cuối cùng của U-209. Tôi rất lo cho những người ở trên mặt đất, vì Fielder, người hướng dẫn đã biến mất. Chú sẽ ban phước lành cho chúng ta. Chào tạm biệt, Can Anger. Trong một bài phát biểu cho các thủy thủ U-Bát Đức năm 1944, Đô đốc Tôn Ít nói, hạm đội tàu ngầm Đức tự hào đã tạo ra một thành trì vô hình cho Führer, tức là nhà lãnh đạo Hitler trong cách gọi tôn sùng của họ, ở bất cứ nơi nào trên toàn cầu. Sau đó, tại Museum Bucchaeus, Tôn Ít đã đề cập rằng, thành trì ẩn giấu, ở giữa băng vĩnh cửu. Người ta nói rằng, Đức Quốc xã đã mua lại công nghệ chống trọng lực, từ sự tiếp xúc của họ với những sinh vật cao cấp trong lòng đất. Sau đó, có một phần đáng lo ngại của giả thuyết rằng Hitler và nhiều tay sai của ông ta đã trốn thoát khỏi Đức trong những ngày cuối cùng của thế chiến II và chạy trốn đến Nam Cực, nơi họ trốn thoát vào bên trong trái đất. Vì sau chiến tranh, phe đồng minh phát hiện ra rằng hơn 2.000 nhà khoa học từ Đức và Italia cùng với gần 1 triệu người đã biến mất, cùng với rất nhiều tàu ngầm khổng lồ và những khí tài khác của Đức. Số người này với trình độ cao, đủ để xây dựng một nền tảng công nghiệp. Theo Hiệp hội Nghiên cứu Trái đất rỗng ở Ontario, Canada, toàn bộ nền văn hóa này vẫn còn tồn tại ở đó. Tất nhiên, không phải tất cả đều là Đức Quốc xã, nhưng đối với những người phạm tội ác chiến tranh, cần một quyền lực cao hơn để thực thi công lý. Cuộc thám hiểm của Đô đốc Di chết bớt. Không có cuộc điều tra nào về bên trong lòng trái đất mà không có câu chuyện độc đáo được đưa ra bởi phi công tiên phong của Hải quân Mỹ, Đô đốc Di chất bớt, người đã dẫn đầu nhiều cuộc thám hiểm tới cả hai cực và viết nhật ký chi tiết về hành trình của ông. Tuy nhiên, điều nổi bật về câu chuyện của Bớt là cuốn nhật ký cá nhân mà con trai ông xuất bản sau cái chết của ông. Trong tài liệu này, ông cho biết chi tiết sinh động của một trong những cuộc thám hiểm cực Bắc vào năm 1947, những dị thường địa lý mà ông đã chứng kiến và ông không thể hiểu được bằng cách nào đó họ đã làm nắm quyền kiểm soát máy bay của ông và sau đó, theo đúng nghĩa đen, là được đưa đến lãnh đạo của họ, gặp người đứng đầu của nền văn minh bên trong trái đất, người đã cảnh báo ông về những hậu quả hủy diệt của vũ khí nguyên tử mà nhân loại đang sở hữu. Tuy nhiên, trước khi bạn biết về câu chuyện này, điều quan trọng là phải hiểu về người đã viết nó và kiểm tra về thân phận của người đó như thế nào. Di chất bất là một trong những sĩ quan cao nhất trong lịch sử quân sự. Trong số những vinh quang ông nhận được là huân chương danh dự, huy chương cao nhất do Hoa Kỳ trao tặng cho Valor, những người lính can đảm và thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Ông đã chiến đấu cho các đồng minh trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới và dẫn đầu hai cuộc thám hiểm quân sự khổng lồ tới Nam Cực sau Thế chiến thứ hai. Ông là một nhà lãnh đạo hiệu quả, xúc tích và mỗi chuyến đi mà ông đã thực hiện, ông lưu giữ các bản ghi chi tiết về sự thật. Ông không phải là một nhà thơ hay một người kể chuyện. Ý tưởng rằng một người đàn ông của cấp bậc và tầm cỡ này sẽ ngụy tạo ra những câu chuyện là một điều không thể. Bớt tìm cách sống với tính toàn vẹn, hiểu rõ trách nhiệm của lời nói và sự lựa chọn của ông về những người làm việc báo cáo cho ông là chân thực và trung thành với đất nước mà ông phục vụ. Vì vậy, khi ông trở về từ chuyến đi của mình, ông đã được phỏng vấn trên truyền hình trực tiếp. Các tuyên bố Hyperbole, tức là những đường giao nhau mà ông đã thực hiện được, vẫn nhiều điểm khó hiểu và bí ẩn. Ông nói những điều như, tôi muốn thấy vùng đất đó bên ngoài cực, khu vực đó vượt ra ngoài cực, là trung tâm của đại vô danh. Đây là những bí ẩn khi bạn xem xét rằng, ông đề cập đến một khối lượng lớn băng, hoặc một vùng đất phủ đầy băng. Ngay cả khi ông đang nói về ý nghĩa quân sự như hòa bình, và bí ẩn hầu như không phải là lời của một sĩ quan quân đội chiến lược. Vì vậy, chúng ta phải kết luận rằng là một trong những nhà lãnh đạo quân sự cấp cao nhất của đất nước, ông cũng đã tuyên thệ khi nhậm chức. Những phát biểu này nêu lên câu hỏi, Bớt đã duy trì lời thề của mình để giữ bí mật an ninh của Tổ quốc, trong khi vẫn tiết lộ thông tin trung thực, đủ để tuân theo nguyên tắc toàn vẹn của ông.
hàng triệu người đọc tuyên bố của ông trên tờ báo hàng ngày của họ, và hàng triệu người vui mừng tiễn chuyến bay tiếp theo của Đô Đốc đến Bắc Cực và đến một điểm 1.700 dặm ngoài nó. Hàng triệu người nghe mô tả phát thanh của chuyến bay cũng được xuất bản trên báo chí. Nhưng anh ta đang nói về vùng đất nào? Nhìn vào bản đồ của bạn, tính toán khoảng cách từ tất cả các vùng đất đã biết gần đó: Siberia, Spitsbergen, Alaska, Canada, Phần Lan, Na Uy, Greenland và Iceland. Một tín hiệu tốt là họ đang trong phạm vi 1.700 dặm, nhưng họ không còn trong vòng 200 dặm của Bắc Cực. Bớt gọi nó là vùng đất không biết. Sau khi đi qua 1.700 dặm, vẫn chưa đạt đến kết thúc của nó. Theo lẽ thường, ông hẳn đã không thấy gì ngoài đại dương phủ đầy băng hay bay đến giữa đại dương rộng lớn. Nhưng mọi chuyện không phải như thế. Thay vào đó, ông đang bay trên những khu vực trong xanh, tươi tốt, bao gồm cả hồ và núi. Ông đã phát hiện ra hai vùng đất chưa từng được biết đến, rộng khoảng 4.000 dặm. Nhưng thay vì nhận được danh tiếng như Christopher Columbus khi phát hiện ra châu Mỹ, câu chuyện của ông biến mất như một bí mật. Vào năm 1956, biên tập viên của tạp chí Chiếc Đĩa Bay là Ray Palmer đã viết một câu chuyện chi tiết về những khám phá của Đô Đốc Bớt. Nhưng khi câu chuyện sắp công bố với báo chí, ông đã biến mất. Và lạ lùng là, các bản in của ông bị phát hiện hư hỏng rất nặng, không thể phục hồi lại được nữa. Năm 1947, sau khi kết thúc cuộc thám hiểm quân sự, Bớt đã nói chuyện với một phóng viên Chile, Elmer Cuyo, rằng không muốn làm ai sợ hãi, nhưng đó là một thực tế cay đắng. Trong trường hợp của một cuộc chiến tranh mới, lục địa Hoa Kỳ sẽ bị tấn công bởi các vật thể bay, có thể bay từ cực này sang cực khác ở tốc độ chưa từng thấy. Bớt vẫn trung thành im lặng, mặc dù bí ẩn, nhưng ngay sau khi ông qua đời, nhật ký của ông đã được xuất bản, để tiết lộ những ghi chép rất khác biệt so với những gì công chúng đã được kể. Cuốn nhật ký bắt đầu như thế này: "Tôi phải viết nhật ký này trong bí mật và tối tăm. Nó liên quan đến cuộc chiến Bắc Cực của tôi vào ngày 19 tháng 2 năm 1947. Có một thời điểm khi lời tuyên thệ của người đàn ông phải phai nhạt và không thể chấp nhận sự im lặng đứng trên sự thật. Tôi không tự do tiết lộ những tài liệu sau đây tại văn bản này. Có lẽ nó sẽ không bao giờ thấy ánh sáng trước sự giám sát của công chúng, nhưng tôi phải làm nhiệm vụ của tôi ở đây cho tất cả có thể đọc trong một ngày nào đó. Hy vọng rằng sự tham lam và bóc lột của một số người không còn có thể ngăn chặn điều đó là sự thật." Bớt viết rằng, thay vì bay qua Bắc Cực, ông kết luận rằng ông bất ngờ bước vào việc mở ra lối vào trong lòng đất. Ông kể về cuộc hành trình đi du lịch 1.700 dặm của mình, cú sốc của mình khi văng dưới đó, nhường chỗ cho rừng xanh tươi tốt, hồ nước, sông ngòi, và ông nhìn thấy cuộc sống của các loài động vật, trong đó có một sinh vật khổng lồ giống như những con voi, loài voi ma mút ngày nay đã tuyệt chủng. Ông nhấn mạnh rằng, tất cả mọi thứ có màu sắc độc đáo và không thể giải thích. Ông đột nhiên nhận ra trong cú sốc rằng có một số loại phương tiện không gian bên cạnh mình. Khi họ hộ tống ông đi, ông đã nhìn thấy cả một thành phố, và máy bay của ông đã hạ cánh an toàn, mặc dù thực tế ông không thể kiểm soát được máy bay của mình. Ông được chào đón một cách lịch sự bởi một nền văn minh mà họ gọi là Agatha. Sự mất tinh thần của ông khi đến là rõ ràng. Ông và phi hành đoàn của mình được đưa đến, gặp người được gọi là người cai trị Agatha, người mà ông mô tả là tinh tế và cổ xưa. Họ được cho biết đã được phép vào, bất chấp những rào cản vô hình, vì tính cách đạo đức và nhân phẩm cao của ông. Người cai trị tiếp tục nói, kể từ khi Hoa Kỳ đã thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, thế giới của họ đã rất quan tâm đến sự an toàn và sống còn của con người. Ngay cả biện pháp can thiệp để chắc chắn rằng chúng ta đã không phá hủy hành tinh này. Nhưng những người họ phái đi đã bị tấn công bởi máy bay quân đội trên mặt đất và bất được yêu cầu chia sẻ thông điệp, cảnh báo cho thế giới trên mặt đất. Người dẫn đường sau đó đã dẫn phi hành đoàn đến máy bay và quay trở lại thế giới của mình. Bớt nói rằng, ông đã báo cáo với Lầu Năm Góc về sứ điệp của người cai trị Agatha, được các quan chức an ninh hàng đầu cùng một đội ngũ y tế quan tâm. Và cuối cùng họ thay mặt cho nhân loại ra lệnh giữ im lặng liên quan đến tất cả những gì tôi đã biết được. Tôi nhắc lại rằng, tôi là một quân nhân và tôi phải tuân lệnh. Ông đã viết một bài cuối cùng 10 năm sau đó, rằng những năm trôi qua kể từ năm 1947, vẫn rõ ràng trong tâm trí. Tôi phải nói rằng, tôi đã trung thành giữ bí mật vấn đề này, theo chỉ dẫn tất cả những năm này. Nó đã hoàn toàn chống lại các giá trị đạo đức của tôi. Bây giờ, tôi dường như cảm nhận được đêm dài sắp tới, và bí mật này sẽ không chết cùng tôi. Nhưng mọi sự thật, nó sẽ chiến thắng, và nó sẽ như vậy. Đây có thể là niềm hy vọng duy nhất cho nhân loại. Tôi đã thấy sự thật, và nó đã làm cho tinh thần của tôi trở nên nhanh hơn, và đã giúp tôi tự do. Tôi đã làm nhiệm vụ của mình, đối với khu phức hợp công nghiệp quân sự khổng lồ. Bây giờ, đêm dài bắt đầu tiếp cận, nhưng sẽ không có kết thúc. Cũng giống như đêm dài ở tận cùng Bắc Cực, ánh nắng rực rỡ của chân lý sẽ trở lại, và những người bóng tối sẽ rơi vào ánh sáng của nó. Vì tôi đã nghĩ rằng, đất phải chịu trách nhiệm, trung tâm của đại diện tuyệt vời. Làm thế nào tất cả điều này có thể? Con trai của Bớt có xuất bản những thông tin sai lệch, có thể phỉ báng cha mình hay không? Dù bạn có tin vào câu chuyện của Bớt hay không, thì ảnh hưởng của ông ấy, tầm vóc đạo đức và sự dũng cảm là khó có thể bỏ qua.
Một bí ẩn khác liên quan đến Đô Đốc Vết đã xảy ra ngay sau Thế Chiến 2 với Operation Hayam. Operation Hayam là tên chương trình phát triển Nam Cực của Hải quân Hoa Kỳ năm 1946-1947, là một chiến dịch của Hải quân Hoa Kỳ do chuẩn Đô Đốc Di Chất Vết, cán bộ phụ trách lực lượng đặc nhiệm 68 và lãnh đạo tư lệnh chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 68. Chiến dịch Hayam bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 năm 1946 và kết thúc vào cuối tháng 2 năm 1947. Lực lượng đặc nhiệm 68 bao gồm 4.700 người, 13 tàu chiến và 33 máy bay. Nhiệm vụ chính của chiến dịch Hayam là thiết lập cơ sở nghiên cứu Nam Cực Little America 4. Trong khi nó đã được cho biết tại thời điểm đó là một cuộc thám hiểm đến Nam Cực để tìm than đá và các nguồn lực khác có thể. Câu chuyện sau đó thay đổi là để đào tạo nhân viên quân sự và thiết lập một cơ sở nghiên cứu. Bạn không thể không tự hỏi tại sao một trong hai nhiệm vụ sẽ yêu cầu đến 33 máy bay, 13 tàu hải quân và gần 5.000 binh sĩ, và bí ẩn dẫn đến những sự hy sinh được báo cáo là những tai nạn. Rory sau đó tiết lộ rằng nhiệm vụ thực sự là để điều tra các lãnh đạo Đức Quốc xã mất tích từ nơi trú ẩn của họ ở Nam Cực, nhưng Vất đã cắt nhiệm vụ xuống còn 6 tháng sau khi báo chí Chile đã thông tin là chiến dịch gặp rắc rối với nhiều người đã hy sinh, mặc dù sự kiện đã rõ ràng được hạ thấp xuống để trấn an dư luận ở Mỹ. Sau khi quân đội hỗ trợ sơ tán, lực lượng quay trở lại, câu chuyện của họ ngay lập tức trở thành bí mật hàng đầu. Rory cho biết đã có những cuộc tấn công bằng những vật thể bay hình khí cầu cao cấp. Bộ trưởng Hải quân lúc đó là James Forrester có những biểu hiện không bình thường. Ông bị buộc phải từ chức và nhanh chóng bị đưa đến bệnh viện tâm thần của Bệnh viện Hải quân Bethesda, nơi ông không được gặp hoặc nói chuyện với bất cứ ai, kể cả vợ của ông. Khi người đàn ông cấp cao này được tìm thấy, ông ta đã không còn sống. Tất nhiên luôn là như vậy, nó đã được phán quyết là một vụ tự tử, tình huống đã chốt cho mọi kịch bản trong bất kỳ trường hợp nào. Những thông tin của The Yuan Kehun. The Yuan Kehun là một đệ tử Tây Tạng theo truyền thống của bí truyền tâm linh cổ đại, được định nghĩa là những hướng dẫn tâm linh của nhân loại và giáo viên các nguyên tắc vũ trụ cổ đại, siêu hình và bí truyền nguồn gốc của tất cả các triết lý vĩ đại của thế giới. The Yuan Kehun được cho là đang làm việc để thúc đẩy sự phát triển tâm linh trên hành tinh của chúng ta thông qua những lời dạy được cung cấp trong 24 cuốn sách của Alice Bailey và của các giáo lý bí truyền được xuất bản bởi The Lucy Chắc, được các tín đồ coi là người truyền thông tin của các bậc thầy về trí tuệ cổ đại. The Yuan Kehun, người trong cuộc sống, chuyển thông tin từ vị trí của mình ở Tây Tạng đến Alice Bailey ở Mỹ, người sau đó ông đã gặp cá nhân. Ngay cả sau khi qua đời, Bailey vẫn tiếp tục nhận được thông tin từ vị thầy tâm linh khai ngộ, được gọi là sứ giả của các bậc thầy, người đã chọn làm việc với các môn đồ, tìm kiếm một phương án cho thế giới trong việc sửa chữa những sai lầm của nhân loại. The Yuan Kehun xác nhận rằng Đô Đốc Vất đã thực sự đi đến bên trong trái đất như ông tuyên bố, rằng có mặt trời bên trong trái đất, nhưng không giống như mặt trời bên ngoài của chúng ta. Ông nói rằng hiện tượng quang học cực quang không được gây ra bởi điều này, nhưng bởi một nguồn ánh sáng khác nhau. Ông nói rằng các lỗ ở ba lan là rất rộng, tàu và máy bay có thể bay vào nó, tuy nhiên, một loại năng lượng chưa được biết đã ngụy trang nó, tự nhiên bảo vệ nó. Ông xác nhận rằng có lối vào bên trong trái đất ở Ai Cập, Tây Tạng, Yucatan, cũng nói thêm rằng có những lối vào khác trong tam giác Bermuda, Liên Xô và Châu Phi, và rằng có nhiều chủng tộc khác nhau bên trong trái đất giống như trên bề mặt hành tinh, và một số chủng tộc có ngoại hình khá cao lớn. Dallas Thompson biến mất. Dallas Thompson là một trong những người trải nghiệm cận tử. Sau khi được phục hồi, anh trở thành một nhà nghiên cứu, anh lập kế hoạch tìm kiếm và nghiên cứu phương pháp di chuyển vào cái lỗ mà Vất đã nói ở Bắc Cực. Vào năm 2003, sau nhiều tháng triển khai và chuẩn bị, anh ta đã biến mất một cách bí ẩn. Những tiết lộ của Corey Goder. Cuối cùng, người dẫn chương trình đáng chú ý nhất của chương trình không gian bí mật, Corey Goder, đã đưa ra những chi tiết nhất quán, rộng khắp về bên trong trái đất. Trong số các tuyên bố của ông, chính là sự hiện diện rất lớn hiện đang sống ở Nam Cực. Trong số những câu chuyện độc đáo của ông là những người Maya, những người rút lui vào nội địa và thậm chí hiện đang cư trú ở đó. Ông cũng lưu ý rằng nhiều người trong số các giáo phái Pleiadian thực tế là các sinh vật bên trong trái đất. Họ bảo vệ bí mật của mình bằng cách nói rằng họ đến từ không gian bên ngoài. Ông tuyên bố rằng sự tiết lộ sẽ là một sự kiện rung chuyển trái đất, nhưng là một sự kiện cần thiết, và yêu cầu tất cả mọi người đối xử với trái đất như một người mẹ. Chúng ta cần cảm nhận một mối quan hệ sâu sắc hơn với hành tinh của mình. Trong ý thức của chúng ta về quyền lực, phân bố tài nguyên và kiểm soát, chúng ta đã trở nên cô lập khỏi thiên nhiên và vô tư về những tác động mà các lựa chọn của chúng ta gây ra trên sự cân bằng tự nhiên của hành tinh này. Tóm lại, có lẽ bạn nghe những câu chuyện này và chỉ có thể xem như truyền thuyết. Chúng quá kỳ quái, đúng không? Đình chỉ sự hoài nghi của bạn lại một lúc và chúng ta thấy nền văn minh tiên tiến trong lòng đất là giải thích hợp lý cho những sự kiện xảy ra. Nó giải thích các dị thường cực quan kỳ lạ của trái đất và các vùng bóng của nó. Nó giải thích hàng ngàn sự can thiệp bí ẩn.
bao gồm nhiều người đã chứng kiến việc đóng cửa vũ khí hạt nhân. Nó giải thích nỗi ám ảnh với Nam Cực và sự phủ nhận hoàn toàn bởi chính phủ với tất cả các UFO. Nó giải thích sự thiếu sót của các cực trong các bức ảnh vệ tinh của NASA, các luật ngăn không cho chúng ta bay qua chúng. Nó giải thích sự biến mất của hàng trăm ngàn người Đức vào cuối thế chiến 2 và thậm chí sự tồn tại của nhân loại trong suốt lịch của người Maya. Trái đất có nhiều bí ẩn và bạn chỉ cần gõ từ khóa trái đất rỗng trên Google để ngạc nhiên về mức độ của những gì chúng ta biết từ góc độ của một người bình thường như tôi và bạn. Quay lại quá khứ một vài trăm năm trước, nhân loại tin rằng bạn sẽ rơi ra khỏi trái đất nếu bạn đi thuyền quá xa đến cuối cùng trái đất, rồi đến khi cực kỳ ngạc nhiên và khó chấp nhận sự thật về trái đất tròn. Khám phá khoa học và những câu chuyện về trái đất rỗng sẽ tiết lộ nhiều thông tin hơn những gì tôi có thể chia sẻ trong video này. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục điều tra về chủ đề này. Như lời của Richard Feynman, nhà vật lý cơ học lượng tử nổi tiếng đã nói rằng, nếu bạn nghĩ rằng khoa học là chắc chắn, tốt thôi, đó chỉ là lỗi của bạn thôi. Ảnh chụp vệ tinh NASA và lời kể nhân chứng, thế giới dưới lòng đất thực sự tồn tại. Nhiều truyền thuyết, sử thi các nước, đặc biệt là lời kể nhân chứng và ảnh chụp vệ tinh NASA đã chứng minh thế giới dưới lòng đất nhiều khả năng là tồn tại. Từ tiểu thuyết, cuộc du hành vào lòng đất. Bạn có còn nhớ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, cuộc du hành vào lòng đất, của nhà văn Jules Verne? Dù là tiểu thuyết hay kịch bản phim, câu chuyện đã miêu tả một thế giới thực tại, vô cùng thần kỳ dưới lòng đất. Câu chuyện kể rằng, một đoàn thám hiểm 3 người, bao gồm một giáo sư người Đức, đứa cháu trai Axel và người dẫn đường Hans, đã đi xuyên qua một ống nham thạch trong lòng núi lửa Etnekan ở Iceland để tiến vào trung tâm trái đất. Ba người đã trải qua một cuộc phiêu lưu thú vị, gặp gỡ nhiều loài động vật tuyệt chủng thời tiền sử, kinh qua nhiều thảm họa tự nhiên, trước khi quay trở lại mặt đất ở miền nam nước Ý. Cho đến những khái niệm khoa học táo bạo sơ khai, ý tưởng về một thế giới dưới lòng đất gắn liền với khái niệm trái đất rỗng, Hollow Earth, được đưa ra lần đầu tiên bởi nhà thiên văn học người Anh Edmund Halley, người phát hiện sao chổi Halley, vào năm 1692. Ông cho rằng trái đất chúng ta đang sinh sống, không phải có một lõi rắn bên trong như nhận thức phổ biến của rất nhiều người, mà được rất nhiều lớp không gian rỗng thể, xen kẽ các lớp không gian đặc rắn cấu tạo thành. Các lớp không gian rỗng thể này, kỳ thực chính là một môi trường tương tự bề mặt trái đất. Ở đó có cây cối tốt tươi và bầu không khí ấm áp dễ chịu. Làm sao để đi đến những nơi này? Nếu có thể tìm thấy những thông đạo trên mặt đất đi xuyên xuống những nơi này, thì có lẽ chúng ta sẽ đến được thế giới thần bí huyền ảo bên trong lòng đất kia. Trong nhiều cổ thư Ấn Độ, chúng ta có thể thấy các ghi chép về một hành lang dài dưới lòng đất với tên gọi là Sambala, phiên âm Hương Ba Lạp, hay Arati theo tiếng Phạn, hay Agatha theo tiếng Anh, tự chung có nghĩa là thế giới dưới lòng đất. Theo truyền thuyết, thế giới dưới lòng đất có vô số hang động, đường hầm và những thông đạo dài quanh co kết nối. Ở đó là một bảo tàng khổng lồ, ẩn chứa vô tận những bí ẩn của nhân loại thời viễn cổ. Cho đến các nghiên cứu và những cuộc chạm trán có thật. Theo kết quả thăm dò khảo sát và tham khảo các tài liệu lịch sử, Agatha rất có thể là một hành lang dài ngầm dưới đất, xuyên qua đáy biển Đại Tây Dương và liên kết với nhiều châu lục như châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Tháng 3 năm 1942, khi nhà khảo cổ học David Graham trở về sau chuyến công tác ở bang Chiapas, Mexico, thì được Tổng thống Mỹ Joe Jovell ngay lập tức vội vã triệu tập. Vợ chồng ông Graham nói với Tổng thống rằng họ đã gặp gỡ những người Eger, người từ vùng đất Agatha, với ba màu da, xanh, trắng và đỏ. Họ là những người canh giữ lối vào thế giới trong lòng đất Agatha. Vợ chồng ông Graham nhớ lại, khi băng qua vùng rừng ở Chiapas, Mexico, đầu tiên họ đã bắt gặp những người Eger da xanh canh giữ ở lối vào. Những người Eger này đứng chặn ở cửa, bao vây đoàn khảo cổ và nghiêm nghị yêu cầu họ lập tức rời khỏi đó. Người dẫn đường của họ đã tiến lên phía trước và dùng thổ ngữ địa phương trò chuyện với những người Eger, sau đó mới biết đây là những hậu duệ của người Maya. Họ là một nhánh của tộc người bản địa Nam Mỹ, có tên gọi là Lacan Dayton. Những người Lacan này cư trú trong vùng rừng rậm, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ ở đây từ thế hệ này qua thế hệ khác để canh giữ thánh địa trong rừng sâu và lối vào thế giới trong lòng đất. Dưới lòng đất là nơi cất giấu lượng lớn vàng bạc châu báu. Người Lacan nhất mực tuân thủ lời giáo huấn của tổ tiên để lại, không cho phép người ngoài tiến vào khu vực thánh địa. Vợ chồng David Graham thừa nhận đã phát hiện được cửa vào thế giới dưới lòng đất
Tuy nhiên họ không thể tiến vào, bởi nó được những người La Can canh gác bảo vệ rất cẩn mật. Đường hầm ngàn dặm dưới dãy núi Andes. Tháng 7 năm 1960, đoàn thám hiểm Peru đã phát hiện một đường hầm ngầm trong lòng dãy núi Andes, cách thủ đô Lima 600 km về phía đông. Đường hầm này trải dài 1.000 km, thông suốt tới Chile và Colombia. Để có thể bảo vệ tốt hơn di chỉ văn minh cổ xưa này, và cũng bởi trình độ khoa học kỹ thuật, cũng như công việc bảo tồn lưu trữ của đất nước này, lúc đó còn hạn chế, nên khi đó chính phủ Peru đã ra lệnh đóng cửa lối ra vào đường hầm. Miệng núi lửa thần bí ở Sister. Tháng 4 năm 1972, ba sinh viên Đại học Buckley, Mỹ, đi chinh phục đỉnh núi Sister, với độ cao 4.318m. Đây là ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động trong nhiều năm. Khi leo lên, ba sinh viên này nhìn thấy một số vật thể hình đĩa đang bay ra bay vào miệng núi lửa. Họ càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy trên miệng núi lửa đột nhiên xuất hiện 5 người da trắng cao to. Những người này đứng gần miệng núi lửa trong khoảng thời gian rất ngắn, sau đó biến mất phía sau một khối nham thạch trong miệng núi lửa. Thế giới ngầm dưới cánh rừng Myanmar. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, một người lính Mỹ tên là Heber đã bị lạc khỏi đồng đội của mình và bị bỏ lại trong vùng rừng ở Myanmar. Một ngày nọ anh vô tình phát hiện được một cửa hang, nhưng bị một tảng đá lớn che lấp. Tò mò và hiếu kỳ, Heber đi vào bên trong, thì phát hiện ra cả một thế giới rộng lớn bên trong, có nguồn chiếu sáng giống như ban ngày. Càng đi sâu vào trong, anh càng tròn mắt kinh ngạc, khi nhìn thấy một thành phố vô cùng to lớn tráng lệ. Khi đang ngây người đứng nhìn thì anh bị phát hiện. Cư dân ở đây đã bắt và giam giữ anh. Phải đến 4 năm sau, anh mới tìm được cơ hội thoát khỏi chỗ này, và hé lộ bí ẩn của nó cho thế giới ngoài kia. Theo lời kể của Heber, vương quốc dưới lòng đất có 7 đường hầm, thông đi các hướng khác nhau trên thế giới, nên có lẽ ở 7 nơi khác trên thế giới, cũng sẽ có 7 lối thông ra ngoài. Đường hầm dưới lòng đất tại dãy núi Antahil. Theo một báo cáo vào năm 1916, nhà địa lý Bjork Naver công bố phát hiện một đường hầm ngầm dưới đất tại dãy núi Antahil, trải dài từ khu vực phía nam Mông Cổ, mãi cho đến tận sa mạc Gobi. Sau khi phân tích tỉ mỉ bố cục đường hầm, Bjork cho rằng, thành đôn hoàng của Trung Quốc rất có thể là lối vào một thành phố dưới lòng đất nào đó. Không chỉ vậy, khu vực có từ trường mạnh ở Nam Cực, khu hát động ở Bắc Cực và vùng châu thổ tam giác quỷ Bermuda đều có thể là cánh cửa thông đến một thế giới khác. Chuyến ghé thăm thế giới lòng đất Arian của Đô đốc Hải quân người Mỹ. Đô đốc Hải quân Mỹ Richard E. Bớt đã may mắn có được một cuộc kỳ ngộ với con người đến từ nền văn minh dưới lòng đất. Trong cuốn nhật ký của mình, Bớt cho biết, năm 1947, ông dẫn đầu một đoàn thám hiểm đi sâu vào trong lòng đất thông qua một lối vào ở Bắc Cực. Tại đây, ông đã có một phen choáng ngợp. Những cảnh tượng đập vào mắt khiến ông chấn động không thôi. Các thung lũng phủ đầy cây cối xanh tươi rậm rạp, trong lòng thung lũng còn có các khe suối nhỏ với dòng nước róc rách chảy qua. Bớt còn phát hiện một khu căn cứ để đĩa bay với quy mô lớn và những loài động thực vật đã bị tuyệt chủng trên mặt đất. Những người bí ẩn nói với ông rằng thế giới dưới lòng đất này có tên gọi là Arian. Họ có trình độ công nghệ vô cùng cao, vượt rất xa con người trên mặt đất. Họ vốn không định tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng từ khi Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố ở Nhật Bản trong Thế chiến II, họ nhận ra thứ vũ khí con người đang nắm giữ rất có thể sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới mặt đất, đồng thời liên lụy đến thế giới trong lòng đất của họ. Họ bèn điều các vệ tinh nhân tạo đến lãnh thổ của những cường quốc sở hữu loại vũ khí hủy diệt này để can thiệp, nhưng không đạt được kết quả như ý, những vệ tinh này còn bị máy bay chiến đấu công kích. Những người bí ẩn này còn cảnh báo, nếu con người trên trái đất tiếp tục sử dụng vũ khí nguyên tử, nhân loại rất có thể sẽ một lần nữa rơi vào thời kỳ đen tối như vào giai đoạn chiến tranh. Sau khi về nước, Bớt lập tức báo cáo lại cuộc kỳ ngộ này với giới lãnh đạo cao nhất. Trong cuốn nhật ký của mình, ông có ghi, đây là một vùng đất ở Bắc Cực, đó là một căn cứ khổng lồ và vô cùng bí ẩn. Bắc Cực và Nam Cực đều có cửa thông đến thế giới dưới lòng đất. Trong những năm gần đây, nhiều ảnh chụp vệ tinh từ không gian của NASA cho thấy rõ nhiều hố sâu hoặc lỗ tròn bí ẩn tại hai vùng cực. Rất có thể đây là lối vào các thế giới dưới lòng đất. Nhiều sử tích, truyền thuyết và thần thoại các nước đều đề cập đến thế giới dưới lòng đất. Trong thần thoại Hy Lạp, vị anh hùng thành Babylon là Gilgamesh đã ghé thăm tổ tiên Utnapishtim trong lòng trái đất. Orpheus đã giải cứu vợ mình là Eurydice khỏi địa ngục dưới lòng đất. Pharaoh Ai Cập đã tiếp xúc với thế giới ngầm dưới đất thông qua lối vào nằm bí mật bên trong các kim tự tháp. Nhiều sử tích, truyền thuyết, thần thoại, đặc biệt là lời kể của các nhân chứng và rất nhiều ảnh chụp vệ tinh của NASA qua các năm
đều hội tụ lại ở kết luận khó tin, thế giới dưới lòng đất thật sự tồn tại, và ở nơi đây tồn tại các nền văn minh tiên tiến. Một thực tế thú vị là, cựu nhân viên tình báo nổi tiếng Edward Snowden của CIA từng tiết lộ, có tồn tại nền văn minh tiên tiến trong lớp quyển manti của trái đất, lớp trung gian giữa vỏ và lõi trái đất. Nói cách khác, thật sự tồn tại nền văn minh trong lòng trái đất. Bạn có tin vào điều đó không? Bạn nghĩ như thế nào? Cảm ơn bạn đã xem, đăng ký để ủng hộ kênh bạn nhé. Chúc bạn có một ngày tốt lành.